Chào các bác nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bác xem chiếc Silverdan này, D32. Xe này xe dân dùng nhá, xe dân sử dụng qua rồi bãi thu về để bán để thanh lý lại này. Giá này em nói luôn là xe này xe thanh lý, giá nó dao động tầm 5 triệu. Có cả bộ tời sẵn luôn nhá. Các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nha. Em kênh máy cày bạn nhà lông. Nó trước của nó thì 86 rồi. Này thì quá quen thuộc rồi. Cầu cầm gầu bệ, cầm bệ thì còn khá ok hết đấy. Dàn khung, dàn tời, riêng cái dàn tời này mà độ đó phải mất mười mấy triệu rồi. Nếu ai có nhu cầu thì bỏ dàn tời ra thì trừ bớt tiền đi cũng được. Nhưng mà đã nói luôn là cái giá mà đó mình đã tháo ra thì nó cũng không được bằng cái giá mình nắp đâu. Tại do khi mình nắp vô thì thợ nó sẽ tính công khác với độ chế nữa nên là nó phải lên mười mấy triệu là đúng thôi. Lốp sau của nó 12/428 này. Xe trên mình hầu như toàn bộ chỉ kéo mọc nhé, không có đi cày bừa gì đâu. Đấy, móc rồi thì còn ok hết nhá. Ben biếc còn đẹp. Đồ tời sẵn lên này nè. Xe thu về thế nào để nguyên như vậy. Còn như ai có nhu cầu thì nó bỏ thôi. Ra đây 3.200 nhé. Đây này khung của nó đây vẫn còn này. D32 khung cầu còn ok hết nha. Gỡ máy cho mọi người xem qua luôn. Ra trên 3.000 thì hầu như động cơ của nó toàn 4 máy hết rồi. Đơm điếc máy móc còn ok hết toàn bộ nhá. Đây này, cầu tời đây này, đổ tời đây. Này phù hợp anh em nào đi rừng. Đi rừng thiệt đuổi đẹp. Đúng bài. Đây là độ tời sẵn rồi. Và con này của nó là trước là bô đứng nhá. Nó được độ lại thành bô ngang rồi. Do bô đứng này nhìn nhiều lúc nó hơi vướng á. Cửa xe nó độ nó đấy vì nó độ thành bô ngang rồi. Đưa này thành bô ngang. Máy móc còn đẹp lắm. Nó độ làm bô ngang đứng bô này, bô của nó bô đứng nên sau nó độ nó thành bô ngang. Tất cả còn ok nhá. Ai có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại em sẽ để theo đường link ở bên dưới nhá. Em sẽ không để số điện thoại đây đâu. Nhiều khi xe sau này ví dụ nó có bán thì em sẽ xóa số điện thoại. Cái công này mấy anh thấy xe rồi thì mất công này điện thoại em, mất công này hỏi nữa. Hỏi lại không được, nó có mất công mất các bác điện. Sibura. Công tơ mét chắc có lẽ là hư rồi. Xe này chạy ít thôi nhưng mà do nó gần nó sử dụng nó không giữ đây này. Xe máy móc số má còn ok hết nhá. Của nó trước nó xài bên điện nhá, chuyển xài bên cơ rồi này. Đã chuyển sang xài bên cơ rồi. Còn lại tất cả thì còn ok hết. Hai số chạy đây. Các bác nào có nhu cầu mua thì cứ alo cho số điện thoại em sẽ để bên dưới nhé.
Rồi chào các bác nha, tôi quay cho các bác xem tổng thể đây luôn. Rồi chào các bác nha.